những nguyên tắc còn lại thì tôi sẽ nhớ rất là nhanh. But there are some things about the Bible that first of all you must understand. Nhưng mà có một vài điều về Kinh Thánh mà tất cả chúng ta cần phải hiểu. In your notes I put down there. Ở trong sách của quý vị đó thì tôi đã có ghi chú rồi. There are five important characteristics. Có năm cái đặc điểm quan trọng. From these characteristics we derive some more principles. Từ năm nguyên tắc này thì chúng ta có thể rút ra nhiều nguyên tắc khác. The first. Từ năm cái đặc điểm đó chúng ta có thể rút ra nhiều cái nguyên tắc khác. Is the inerrancy of the Bible. Thứ nhất là tính vô ngộ của Kinh Thánh, tức là không thể sai lầm. In other words, there is no error in the Bible. Có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh không có lỗi. Some people cannot understand. Một số người không thể hiểu. How is it possible the Bible can have no error? Làm sao mà Kinh Thánh lại không có lỗi trong đó được? Người ta thắc mắc như vậy. When it is written thousands of years ago. Khi mà Kinh Thánh được viết hàng ngàn năm về trước. In those days, there's no writing. Và ngày hôm nay đó thì không còn viết Kinh Thánh nữa. There's no computer. Xin lỗi, thời đó thì không có máy tính nữa. So how you carry the message from one generation to another without any mistake? Và mình làm cách nào để có thể là truyền lại cái thông điệp từ thế hệ này sang thế hệ sau? In the early days, trong những ngày đầu đó, everything was oral, I mean spoken. Thì tất cả mọi sự đều là truyền miệng với nhau. So to pass from one generation to another. Cho nên để truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau. Everything is oral. Thì người ta chỉ sử dụng gọi là truyền miệng mà thôi. So how the message of the you know the first five books of the Bible written by Moses. Chúng ta biết năm sách đầu của Kinh Thánh được viết bởi ông Môi-se. By the time Moses came, of course there was writing. Và tất nhiên cái lúc mà ông Môi-se xuất hiện đó. But before the time of Moses. Nhưng mà trước thời điểm của ông Môi-se. Before they discovered how to write. Trước khi họ phát hiện một khám phá cái việc viết tay, tức là trước khi người ta có biết viết đó. They can only pass the knowledge from one generation to another by speaking. Họ chỉ có thể truyền đạt cái kiến thức, cái sự hiểu biết từ thế hệ này sang thế hệ sau đó, qua cái việc nói, tức là dùng khẩu ngữ đó quý vị. You read many things in the Bible. Cho nên quý vị đọc rất là nhiều vấn đề trong Kinh Thánh. The book of Genesis, the book of Exodus. Sách Sáng Thế Ký và sách Xuất Hành. How was it transmitted? Vậy thì những cái sách đó, những cái thông tin ở trong đó được truyền tải như thế nào? Well, they memorize it. Họ nhớ, họ thuộc lòng quý vị. They memorize and they pass it to the next generation. Họ thuộc lòng, sau đó họ chuyển cho cái thế hệ tiếp sau. Generation memorize. Và thế hệ sau đó họ thuộc lòng luôn. And then pass to another generation. Và chuyển cho thế hệ kế tiếp nữa. So this American went to Indonesia. Cho nên có một người Mỹ đã đi tới Indonesia. He met one tribe of people who have never known about the outside world. Thì người này tới gặp một cái bộ lạc, và bộ lạc này sống biệt lập và chưa bao giờ biết về cái thế giới bên ngoài. So he went to preach to them. Và ông này cũng đi tới giảng đạo cho cái bộ lạc đó. They listen to him. Họ nghe ông giảng. Oh, very interesting. Và họ nói, lý thú lắm. Come back again next week. Và lần sau đó thì ông lại tới. Ông trở lại. He said, okay, tell the same story again. Và họ nói, kể lại cho chúng tôi cái câu chuyện đó đi. But same story, same words, no change. Tức là cùng câu chuyện đó, cùng cái từ ngữ đó, không có thay đổi gì hết, kể lại cho chúng tôi đi. Say exactly the same way you told us last time. Lần trước ông nói như thế nào thì lần này nói chính xác như vậy. So he thought, wow, these people are very interesting what I say. Okay, thì, say the same thing. Lúc đầu chúng tôi nói, cái dân này sao mà họ lý thú quá vậy? Thôi được, chúng tôi nói lại những cái điều đã nói. The next week, they ask him to do the same thing. Và tuần tiếp theo đó, họ bảo chúng tôi làm cái điều tương tự. Then he was wondering, why these people are up to? Rồi chúng tôi mới mắc tại sao những người này họ đã theo đuổi đi như vậy? Why they don't want to hear another story? Tại sao lại không muốn nghe chuyện khác? Why they want to learn the same story? Tại sao lại muốn học cùng cái câu chuyện đó? It's because they're memorizing what he says. Bởi vì họ đang muốn học thuộc lòng cái điều mà ông mục sư đã nói. They repeat many many times. Họ muốn là phải lặp lại nhiều lần. Until you remember. Cho đến khi mà mình nhớ. You know, I used to sing when I was much younger. Khi mà tôi còn trẻ đó, tôi rất là hay hát. So I took part in this musical.
và tôi có dự phần ở trong một cái gọi là cái ban nhạc đó. But I could never remember the words. Nhưng mà tôi ở trong đó hoài nhưng mà tôi cũng không có nhớ lời bài hát gì cả. So I asked one of the other singers. Cho nên tôi hỏi một ca sĩ khác. How do you remember? Ủa thế làm cách nào mà anh nhớ được cái lời bài hát hay vậy? Then she asked me, how many times you sing the song? Và cái người đó hỏi tôi anh hát cái bài hát đó mấy lần? I said 3-4 times. Rồi. Thì tôi nói hát khoảng 3-4 lần gì đó. She said I hear this song more than 100 times. Người đó mới nói là tôi đã nghe cái bài hát này hơn cả 100 lần nữa anh có biết không? That's why I can remember every single word. Đó là lý do mà mỗi lời trong cái bài hát đó tôi nhớ hết. So it's like this. You repeat again and again. Cho nên như thế này quý vị cứ lặp đi lặp lại. And then after they discovered writing. Và sau khi người ta phát hiện ra là biết viết. Remember they got no computer. Chúng ta nhớ là thời đó người ta không có máy tính đâu. Then they write the words. Và khi mà họ biết viết rồi họ bắt đầu viết những lời đó xuống. But this thing doesn't last long. Nhưng mà viết giấy này thì nó không có tồn tại lâu được. Mưa gió là nó hư hết. After a while, you cannot use it anymore. Sau một thời gian mình không có sử dụng nó được nữa. What you do? You write again. Vậy thì mình làm gì? Mình lại viết tiếp. So if you keep writing, surely got some error, right? Cho nên mình sẽ viết đi viết lại và mỗi lần viết như vậy chắc chắn sẽ mắc lỗi, đúng không ạ? Đúng không? You know that they discovered there were hardly any errors. Và người ta phát hiện là hầu như không có lỗi. Because in the process of writing the scriptures. Bởi vì ở trong quá trình mà viết kinh thánh. They got a special team. Họ có một đội ngũ đặc biệt. They will check every single thing that they write. Họ kiểm tra lại mọi thứ mà họ viết, mọi chi tiết. One will write, somebody else will check. Một người viết và một người kiểm tra. And make sure no error. Để đảm bảo là không có mắc lỗi. In the thousands of such parchments or those things that are made of the old kind of paper. Và họ viết cái những cái mẫu gọi là những cái gọi là cái những cái loại giấy cổ. They found almost no error. Và khi người ta kết lại phát hiện những cái loại giấy cổ đó người ta khám phá thì người ta thấy là không có lỗi gì cả. The Bible that you read today. Kinh thánh mà quý vị đọc ngày hôm nay. Is the same Bible as what was written thousands of years ago. Chính là cuốn kinh thánh đã được viết cách đây hàng ngàn năm. There is no error. Có nghĩa là không có mắc lỗi trong đó. Amen. Amen. So as far as you are concerned, if it is no error. Cho nên khi mà chúng ta nói đến về cái tính gọi là vô ngộ của kinh thánh ở đây. Then is what the Bible says true or not? Vậy thì những gì kinh thánh nói đúng hay là sai? As we look into the scriptures. Khi mà chúng ta nhìn vào những câu kinh thánh. God himself says yes. What is true? Và chính Chúa nói là gì? Ngài chính là lẽ thật. So turn with me to 1 John chapter 5 and verse 20. Quý vị mở ở trong sách Chăm Nhất phần 5 câu 20. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm, cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Okay, God is true. Đức Chúa Trời là sự thật. Xin lỗi, tôi đọc vào trong Giăng Chăm Nhất, hồi nãy nó Chăm Nhất, Alleluia, cảm ơn thầy nào. Chào bạn nhé quý vị. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặt chúng ta biết đấng chân thật và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. So here John is saying. Ở đây John, ông Giăng đang nói điều gì? Jesus has come. Chúa Giêsu đã đến. So that we may understand that what he says is true. Để chúng ta biết những gì Ngài nói là thật. What the Father says is true. Và những gì Cha nói là thật. So if it is true. Và nếu những gì Ngài nói là thật. Means there is no error in the Bible. Thì có nghĩa không có lỗi ở trong kinh thánh. So first of all, there's no error in the way it is transmitted. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu kinh thánh không có lỗi là gì. Thứ nhất ở trong cái phương diện là khi mà nó được truyền từ thế này sang thế kia không có mắc lỗi. Secondly, there's no error as far as the content is concerned.
Và thứ hai nữa là không có mắc lỗi ở trong cái nội dung của Kinh Thánh. So whatever is stated in the Bible is true. Cho nên bất cứ điều gì được nói ở trong Kinh Thánh đều là thật. This is what we all believe. Và đây là những gì mà tất cả chúng ta đều tin. Secondly, we believe in the authority of the Bible. Và thứ hai là chúng ta tin vào thẩm quyền của Kinh Thánh. Why? Tại sao ạ? Because it comes from God. Bởi vì Kinh Thánh đến từ Chúa. It does not come from man. Không đến từ con người. Man can make mistakes. Con người thì đúng không ạ? Có lúc phải sai lầm. Man has no authority. Con người không có thẩm quyền. But God has all authority. Nhưng mà Đức Chúa Trời có mọi thẩm quyền. Nếu quý vị không có đức tin trong lời của Chúa, you will never be able to interpret it correctly. Thì quý vị không thể nào giải nghĩa chúng Kinh Thánh. Amen. Amen. Now the third thing about the Bible. Điều thứ ba nữa về Kinh Thánh. Is the unity of the Bible. Đó là tính thống nhất của Kinh Thánh. Although I mentioned this to you before. À, tôi đã nói quý vị. Although it's written by 40 different writers. Mặc dù các sách Kinh Thánh đó thì được viết bởi hơn 40 chúng giả khác nhau. It is the Holy Spirit that speaks to this. Nhưng mà chính Đức Thánh Linh là Đấng đã phán qua những tác giả đó. And because the Holy Spirit speaks, và bởi cớ Đức Thánh Linh phán, the Bible does not contradict itself. Cho nên từ thân Kinh Thánh không có mâu thuẫn. If you try and get 40 human authors, nếu quý vị sử dụng 40 tác giả là con người khác nhau, tell them to write one chapter of a book, và quý vị yêu cầu họ viết một chương của một sách on the same subject, về cùng một chủ đề, you'll find they end up disagreeing with each other. Thì quý vị sẽ thấy đúng không? Mỗi người viết mỗi vẻ không có cái sự đồng nhất với nhau. But the Bible, even though written thousands of years apart, và chúng ta thấy là gì? Kinh Thánh mặc dù được viết cái khoảng thời gian cách nhau cả ngàn năm, Bible does not contradict each other. Nhưng mà Kinh Thánh không có mâu thuẫn. Amen. Amen. So if the Bible does not contradict itself, và khi mà Kinh Thánh không có mâu thuẫn, you want to understand the Bible, và chúng ta muốn hiểu Kinh Thánh, you must compare scripture with scripture. Thì chúng ta phải đối chiếu câu Kinh Thánh này với câu Kinh Thánh khác. This has the same meaning. Nó có cùng ý nghĩa với nhau. Even though it may appear in different parts of the Bible. Mặc dù đúng không? Những cái câu đó nó xuất hiện ở tại những cái địa chỉ khác nhau ở trong Kinh Thánh. Amen. Amen. If the Bible talks about faith in one book, nếu Kinh Thánh nói về đức tin ở trong một sách, it will mean the same thing in another book. Thì ở trong sách khác có nói về đức tin nhưng mà ý nghĩa sẽ giống nhau. Even though it's written by somebody else. Mặc dù tác giả thì khác nhau. Amen. Amen. Then we look at the four gospels. Rồi chúng ta nhìn ở bốn sách phúc âm. How come the four gospels are different? Thì mình hỏi là tự hỏi là ủa tại sao bốn sách phúc âm này lại khác nhau? They tell different parts of the story. Cùng một câu chuyện nhưng mà mỗi cái sách phúc âm lại kể một cái chi tiết khác. When you look closely, khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn, nothing in the four gospels contradict each other. Thì không có điều nào ở trong bốn sách phúc âm đó mâu thuẫn với nhau cả. It's just that because they're four different persons. Mặc dù được viết bởi bốn người khác nhau. They have different intention when they write it. Họ có những cái dụng ý khác nhau khi họ viết những sách đó. You will find that the book of Mark. Chúng ta thấy ở trong sách Mark. Very short. Một sách rất là ngắn. Mark is an action man. Ông Mark là một người có thể nói là một người hành động. So all the all he write is very short and sharp. Cho nên những cái gì mà ông viết là rất là ngắn gọn và sắc. Straight to the point. Đó, ông viết thẳng vào cái vấn đề. What is Matthew doing? Còn ông Matthew thì như thế nào? Matthew is writing to the Jews. Ông Matthew thì viết cho người Do Thái. And so what is his intention? Và cái dụng ý, ý của ông là gì? He's trying to convince the Jews. Yeah, look, this is your Messiah. Ông muốn thuyết phục người Do Thái. Hãy nhìn đi, đây chính là Đấng Messi của quý vị. So he picks up different parts of the story of Jesus, those that are important to convince the Jews. Cho nên ông chọn lựa những cái câu chuyện của Chúa Giêsu, những cái mẫu chuyện mà có thể thuyết phục người Do Thái. Ông gom góp những điều đó và ông muốn thuyết phục người Do Thái. Amen. Amen. So different writers because of their different intention. À, những tác giả khác nhau và họ viết khác nhau bởi vì họ có những ý định khác nhau. They may emphasize different things. Họ có thể nhấn mạnh những cái vấn đề khác nhau. But they never contradict each other. Nhưng mà họ không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Amen. Amen. So you want to understand the Bible? Cho nên nếu quý vị muốn hiểu Kinh Thánh, you see what the Bible says for this particular
scripture and then you compare it with another one. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói về một cái vấn đề này, đúng không? Ngài về cái câu Kinh Thánh này và chúng ta phải sử dụng câu Kinh Thánh khác để mà chúng ta đối chiếu. So later on when you the next few days. Và trong những ngày tới. You will look at an expansion of what we're telling you now. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự khai triển một cái điều mà tôi đang nói với quý vị bây giờ. So for example, if you look at lesson 8 of your book later on. Và ví dụ như là mấy ngày sau khi mà quý vị xem ở trong kia là cái bài học số 8 của chúng ta đó. When he talks about the first mentioned principle. Nói về cái nguyên tắc đề cập lần đầu hay là mặc khải lần đầu. The first time any subject is mentioned in the Bible. Là lần đầu tiên mà bất cứ một cái chủ đề nào được đề cập ở trong Kinh Thánh. That is the meaning of the particular topic. Thì đó chính ở trong đó có ý nghĩa của cái chủ đề đó luôn. Other scriptures will be an expansion of what this says. Còn những câu kinh thánh khác nói về cái chủ đề đó thì là những câu kinh thánh triển khai cái chủ đề nói ở trong cái sự đề cập lần đầu. Okay, so scripture always explains scripture. Và kinh thánh thì luôn luôn giải nghĩa thánh kinh. Đó. And then principle number 9. Nguyên tắc số 9. Remember that the Bible must be interpreted within its theological context. Chúng ta nhớ dạy nghĩa kinh thánh phải luôn luôn ở trong bối cảnh thần học của thánh kinh. What's theology? Thần học là gì ạ? Theology is just a study of God. Thần học thì nghiên cứu về vấn đề gì? So when we talk about theological context. Khi mà chúng ta nói về bối cảnh thần học. You are looking at it in reference to God. Thì chúng ta nghiên cứu hoặc trong cái sự liên quan đến Đức Chúa Trời. All parts of the scripture is the story of man and God. Bất cứ những phần nào ở trong Kinh Thánh đều là câu chuyện nói về Đức Chúa Trời và con người. God is never absent from the scriptures. Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ là vắng bóng ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh luôn luôn nói về Ngài. Amen. Amen. So as you try to understand what does this passage mean? Cho nên khi quý vị cố gắng hiểu đoạn này có nghĩa gì? Always link it to what God is trying to say to you. Hãy luôn luôn lắng nghe những điều mà Chúa muốn nói với quý vị. The other thing is this. Một vấn đề nữa. Sometimes in the Bible, some topics have only one verse, two verses. Có những cái chủ đề đó thì có lúc sẽ chỉ có một hay là hai câu nói về cái chủ đề đó mà thôi. So in proportion to the whole Bible, cho nên nếu mà chúng ta xét về cái cả Kinh Thánh, it is quite insignificant. Thì cái chủ đề đó nó gọi là không có quan trọng lắm. But there are some churches. Nhưng mà có một số hội thánh. They take one little verse. Họ lấy một câu Kinh Thánh rất là nhỏ thôi. And build a whole theology around it. Và họ xây nguyên cả một cái thần học xung quanh cái câu đó. When you read, when you teach people, và khi quý vị đọc và quý vị dạy dỗ dân sự, you don't only look at one verse, one chapter, one book. Chúng ta không chỉ xem một câu, một sách hay là một đoạn hay là một sách mà thôi. You look at the whole. Mà chúng ta xem xét cả toàn bộ Kinh Thánh. Amen. Amen. You want to get a proper perspective of who God is. Chúng ta muốn có một cái tầm nhìn đúng về Đức Chúa Trời. And how He deals with us. Và cách Ngài làm việc với chúng ta. Then, all Bible is important. Thì điều quan trọng là gì? Chúng ta phải xem xét cả Kinh Thánh. You know, I used to think when I look at some of these parts of the Bible, very boring. Và trước đây thì tôi từng có cái suy nghĩ như thế này khi mà tôi xem xét những cái phân đoạn Kinh Thánh mà có thể nói là cực chán ở trong Kinh Thánh. Then, usually when we read, when we skip it. Và thường khi mà mình đọc có những cái đoạn mà chán như vậy đó, thường mình hay bỏ qua lắm. Quý vị người là đúng rồi. I give you one example. Tôi cho quý vị một ví dụ. Matthew chapter 1. Matthew đoạn số 1. How many of you read Matthew chapter 1? Có bao nhiêu người trong quý vị cũng thật đi đọc Matthew đoạn số 1. Usually you read you skip. Thường quý vị đọc quý vị bỏ qua. It tells you Jesus Christ son of David son of Abraham. Vậy nói là Chúa Giêsu là con của David con của Abraham. So and so. Người này là cha của người này là cha của người kia. What meaning? Why tell you all these things?
ý nghĩa đây là cái gì? Tại sao Kinh Thánh lại nói cho chúng ta cái điều này? You read this, you look, study carefully. Chúng ta đọc và chúng ta nghiên cứu kỹ cái điều này. There are some very interesting facts that come out. Thì sẽ lòi ra những cái thông tin sự thật rất là lý thú. So if you look at Matthew chapter 1, khi mà chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 1, you realize there are five women mentioned there. Thì chúng ta thấy có 5 người nữ được đề cập ở đây. You know the genealogy of the Jews. Chúng ta biết là cái phả hiệp của người Do Thái á. Women are never mentioned. Thì người ta không bao giờ đề cập tới người nữ. How come in Matthew chapter 1 suddenly got five women? Vậy thì tại sao ở trong Matthew đó đột ngột lại có 5 người nữ ở đây? What is the meaning? Ý nghĩa là cái gì? What is God trying to say? Ở đây Đức Chúa Trời đang nói cái điều gì? You know, you go and read Leviticus. Khi mà chúng ta đọc ở trong Leviticus. Another very boring book. Một cuốn sách có thể nói là rất là chán. But as you study it. Nhưng mà nếu quý vị nghiên cứu. You realize there's anything. Quý vị hãy sử dụng quý vị thần này giống như là cái bài tập. Especially you women. Hiểu Kinh Thánh. Đặc biệt là những người nữ đó. Okay, you go and think about why women are mentioned in the genealogy of Jesus. Quý vị hãy về và suy nghĩ xem tại sao những người nữ này được đề cập ở trong phả hệ của Chúa Giêsu. Có ý nghĩa đằng sau đó. Even the most boring part of the Bible. Ngay cả cái phần có thể nói là chán nhất của Kinh Thánh. You can find the meaning. Và quý vị cũng có thể tìm thấy ý nghĩa. God is not missing. Chúa ngài không có gọi là cái sai trật gì đâu. God is there. Đức Chúa Trời ngài ở đó. Chúa ngài không có biến mất đâu. Only thing is we do not understand. Cái vấn đề duy nhất nằm ở chỗ là gì? Chúng ta không có hiểu. And because we do not understand, we find it boring. Và bởi vì mình không hiểu cho nên mình thấy nó chán là phải. Amen. Amen. Next time, read it carefully. Lần sau quý vị đọc thì đọc cẩn thận hơn. And then begin to ask questions. Rồi hãy bắt đầu đặt câu hỏi. Why the Bible put all these things in there? Tại sao Kinh Thánh lại đặt tất cả những cái điều này vào đó? What is the reason for genealogy? Lý do gì mà phải đưa cho phải vô đây? Why the Bible talks about all these different sacrifices? Tại sao Kinh Thánh lại nói về tất cả những cái sự hy sinh, những cái của lễ này? You know that all these things do not apply to us today. Chúng ta biết là những cái điều đó không có áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. But it has a meaning at that point in time when it's written. Nhưng cái thời điểm mà nó được viết ra đó thì nó có ý nghĩa. And because it has a meaning. Và bởi cớ nó có ý nghĩa. There are some principles that we can draw from it. Cho nên đó, từ cái ý nghĩa đó chúng ta có thể rút ra được những cái nguyên tắc. And then you take that same principle and apply it. Rồi quý vị sẽ lấy những cái nguyên tắc đó và áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Amen. Amen. Okay, animal sacrifices. Chúng ta nói về cái của lễ những con sinh vật. Why sacrifice animal? Tại sao phải gọi là dâng của lễ là những con sinh vật? Yesterday I spoke about the blood covenant. Ngày hôm qua đó thì tôi có nói về giao ước huyết. There is a covenant between God and us. Có một giao ước giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. And what is the seal of it? It is the blood. Và cái ấn để mà đóng cái giao ước đó là cái gì? Chính là huyết. Because bởi vì of the sin of man. Bởi cớ tội lỗi của con người. God says. Đức Chúa Trời nói. Every time you make a sacrifice. Mỗi lần các ngươi dâng của lễ. Blood must be shed. Thì lúc đó huyết phải có sự đổ huyết. Because life is in the blood. Bởi vì sự sống ở trong huyết. Now you have no life because of sin. Và các ngươi không có sự sống bởi vì các ngươi phạm tội. How to restore you? Và thì làm cách nào để chúng ta phục hồi lại? Life must be shed. Phải có sự đổ huyết. But today we don't have all this sacrifice of bull, lamb. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải gọi là dâng những con bò đực hay là những con chiên nữa. Why don't we have this? Tại sao chúng ta không còn làm cái điều đó nữa? Because of Jesus Christ. Bởi cớ Chúa Giêsu Christ. Jesus Christ was the sacrifice. Jesus' blood was shed at the cross. Chúa Giêsu chính là của lễ và huyết của ngài đã đổ ra tại thập tự giá. Once and for all. Một lần đủ cả. Not to be repeated again and again. Và không bao giờ lặp lại lần nào nữa. So, what's the purpose of animal sacrifice? Vậy thì mục đích của việc dâng những cái của lễ là con sinh vật đó là gì? It was to restore us to God. Để phục hồi chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. But notice one thing about. Nhưng mà chúng ta hãy chú ý một điều. The animal sacrifice. Về cái của lễ những con sinh vật.
one difference between the animal sacrifice and Jesus Christ. Có một cái sự khác biệt giữa sự hy sinh cái buổi lễ của con sinh vật với buổi lễ của Chúa Giêsu. What's the difference? Sự khác nhau đó là gì? If you don't look at animal sacrifice, you will not know. Nếu quý vị không có xem xét và nghiên cứu những cái buổi lễ con sinh vật đó, quý vị sẽ không có biết. In the Old Testament, ở trong Cựu Ước, if you sin willfully, nếu quý vị cố ý phạm tội, in other words, nói cách khác, purposely sin, và gì phạm tội có mục đích, the animal sacrifice cannot cover your sin, thì huyết của những con sinh vật đó không thể nào che đậy tội lỗi của quý vị. In other words, you look at your liver, oh, this fellow made me angry, you go and kill him. Giả dụ như thế này, cái người hàng xóm nào tao ghét nó lắm, tao đi tao chết nó đi. This is purposely wanted to go and do it. Đó là mình cố ý, mình có chủ đích đi giết người ta. No animal sacrifice can cover this. Không có huyết của con sinh vật nào có thể che đậy cái tội lỗi đó. But with Jesus Christ is different. Nhưng mà với Chúa Giêsu thì khác. Even if you purposely sin. Mặc dù quý vị phạm tội có mục đích. God can still forgive you. Đức Chúa Trời vẫn có thể tha thứ cho quý vị. That's why no matter what you do. Đó là lý do dù quý vị có làm gì đi nữa. Whether you are a murderer, dù quý vị là kẻ giết người, whether you have done all sorts of bad things, hoặc là quý vị đã làm những điều gọi là gian ác, you can still come to God. Quý vị vẫn có thể đến Đức Chúa Trời. Because at the cross, when the blood was shed, bởi vì tại thập tự giá khi mà huyết đã đổ ra, it was shed for everything. Thì huyết đã đổ ra để mà chuộc tất cả mọi thứ. All sins. Mọi tội lỗi. Once and for all. Một lần đủ cả. No need to repeat again and again like the animals. Không cần phải lặp đi lặp lại giống như là của lễ những con sinh vật. Amen. Amen. So sometimes when we try and understand. Cho nên khi đôi khi chúng ta cố gắng để hiểu. We need to link what is said in the Old Testament and what is in the New. Chúng ta phải kết nối hoặc giữa những cái gì được nói ở trong Cựu Ước và những cái được nói ở trong Tân Ước. Then our understanding of scripture become a lot richer. Thì lúc đó cái sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh sẽ trở nên phong phú hơn. It's no longer one dimensional. Lúc đó cái sự hiểu biết của chúng ta không phải là một chiều nữa. Now we get a broader perspective about God is saying. Bây giờ chúng ta có một cái tầm nhìn rộng hơn về những điều mà Chúa nói. Amen. Amen. Okay. The next characteristic is the spirituality of the Bible. Một đặc điểm nữa đó là tính thuộc linh của Kinh Thánh. I mentioned to you, it was written under the inspiration of the Holy Spirit. Tôi đã nói như thế này là những Kinh Thánh được viết ra dưới sự thần cảm của Đức Thánh Linh. And so, principle number 10. Vì thế, nguyên tắc số 10. We need the Holy Spirit to give us an understanding of the Scriptures. Chúng ta cần Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái sự hiểu biết về Kinh Thánh. You can apply all the principles. Quý vị có thể áp dụng tất cả những cái nguyên tắc. But if the Holy Spirit is not present, nhưng mà nếu ở đó không có Đức Thánh Linh, you will never get a full understanding. Thì quý vị sẽ không bao giờ có một cái sự hiểu biết đầy đủ. The Holy Spirit is the author of the Scriptures. Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh. So he knows exactly what's in there. Cho nên những gì ở trong Kinh Thánh đó, Thánh Linh là đã biết chính xác. So he can reveal things to you that you do not understand. Và Thánh Linh có thể bày tỏ cho chúng ta những điều mà chúng ta không hiểu. Amen. Amen. Principle number 11. Nguyên tắc 11. The biblical interpretation is the task of the Christian community. Giải nghĩa Kinh Thánh là nhiệm vụ của cộng đồng Cơ Đốc. In other words, as I mentioned to you. Nói cách khác, giống như tôi đã đề cập đó. As far as interpretation of the Bible is concerned, liên quan đến cái sự giải nghĩa Kinh Thánh, no one has the full understanding. Không có một người nào nhận được một cái sự hiểu biết đầy đủ. If we say something and the rest, everybody else disagree with us. Nếu mà chúng ta nói một cái điều gì đó mà tất cả những người còn lại họ không có đồng ý với chúng ta, we need to check ourselves. Thì chúng ta cần tra xét chính mình. Is this a new revelation? Có phải đây là một cái sự mặc khải mới? Have I gone into error? Hay là mình đã rơi vào, mình nói là ngày hôm nay là gì, tà giáo? No, it does not mean that the rest disagree with us, it is, we are wrong. Tất nhiên,
Nếu mà tất cả những người khác không có đồng ý với chúng ta thì không nhất thiết chúng ta là người sai, chưa hẳn. So when the Holy Spirit came at the end of the or the beginning of the 20th century. Khi mà Đức Thánh Linh đến và thăm viếng vào cuối cái thế kỷ 20. So same for you all. Và giống như cái sự thăm viếng của Chúa ở tại đây. With the move of the Holy Spirit. Với sự vận hành của Chúa Thánh Linh. The other denominations do not agree. Có nhiều những cái giáo hội khác, hệ phái khác người ta không có đồng ý. They are still writing today about the charismatics. Họ có những người đó họ vẫn viết những cái bài gọi là phán biệt hoặc chống lại những cái người mà theo ân tứ. Oh, the teachings are of the devil. Họ nói là ôi những cái sự dạy dỗ của mấy người theo ân tứ đó là sự dạy dỗ của ma quỷ. Is it true? Có đúng như vậy không? You are charismatic. Quý vị là những người theo ân tứ. I'm Pentecostal. Tôi là Vũ Tôn. Almost the same. Đó, gần giống nhau. Are we all wrong? Có phải là tất cả chúng ta đều sai không? When the first revelation came. Khi mà cái sự mặc khải đầu tiên đến. Of the move of the Holy Spirit. Liên quan đến sự vận hành của Chúa Thánh Linh. Of course, they were criticized. We are not wrong. Và chúng ta thấy rằng, ồ, mình đâu có sai đâu. Not only us, many people also believe it. Không phải chỉ chúng ta thôi mà nhiều người họ cũng tin vào điều đó nữa. But some things are totally off. Nhưng mà có những điều đó hoàn toàn là sai trật. So I met one of my friends. Tôi gặp một người bạn. She happened to belong to this church. Thì cô ta thuộc về một cái hội thánh nọ. Where the teaching was. Thì họ dạy dỗ như thế này. You cannot receive blood. Anh chị em không thể nào mà nhận huyết được. In the scripture you say you cannot receive blood. Thì tôi mới nói là gì? Ủa có chỗ nào trong Kinh Thánh là nói không có được nhận huyết đâu? Our pastor received this revelation. Và cái cô đó nói là không, mục sư của chúng tôi nhận được cái sự mặc khải này. I said, what happened in an accident? Vậy thì tôi mới nói là ở trong cái trường hợp nào? Then you need blood. Ví dụ như là ở cái lúc mà mình bị tai nạn đó thì mình có máu có huyết mà. Then your teaching say you cannot receive blood, you're gonna die. Vậy thì ông mục sư lại nói là gì? Mình không có được nhận huyết của người ta, vậy là mình chết ở lúc mình tai nạn mất máu, mình không có truyền máu là mình chết à? No, it's okay. That's what the Bible says. That's what the pastor said. Thì cô đàm nói, không sao đâu, tại vì cái đó mục sư nói vậy mà. But only this church believe in it. Nhưng mà chỉ có cái hội thánh đó họ tin cái điều đó thôi. Nobody else believe in it. Không có ai tin như vậy cả. This is wrong teaching. Đó là cái sự dạy dỗ sai trật. So the wider Christian community. Cho nên cộng đồng có đức rộng lớn hơn. That means people other than your own church. Tức là gì? Có những người mà không có thuộc ở trong hội thánh của quý vị. Must accept what you teach. Phải chấp nhận những gì mà quý vị dạy dỗ. If they don't accept it. Nếu họ không chấp nhận. Then you better check yourself. Thì tốt hơn hết là mình hãy tra xem chính mình. Am I teaching something wrong or is it correct? Mình đang dạy dỗ điều đúng hay là điều sai? Amen. Amen. The fifth characteristic. Đặc điểm thứ năm. There is always a mystery in the Bible. Ở trong Kinh Thánh luôn luôn có sự huy nhiệm hay là mầu nhiệm. Amen. Amen. No matter how you try and explain it. Dù chúng ta có cố gắng nỗ lực giải thích Kinh Thánh đến đâu đi nữa. Because we are human. Chúng ta là con người. And God is God. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. There are some things about God you will never understand. Có những vấn đề về Đức Chúa Trời chúng ta sẽ không bao giờ hiểu. Amen. Amen. So because we cannot fully understand God. Và bởi vì chúng ta không thể nào hiểu hết về Đức Chúa Trời. We cannot explain all the passages in Scripture. Vì thế chúng ta không thể nào giải thích tất cả những đoạn ở trong Kinh Thánh. So it's okay to say I don't understand. Cho nên mình nói tôi không có hiểu, không sao cả. Không hiểu thì cứ nói không hiểu. Some things cannot be explained. Bởi vì có những việc chúng ta không thể giải thích được. Until the Holy Spirit reveals it. Cho đến khi Đức Thánh Linh bày tỏ điều đó cho chúng ta. Amen. Amen. The rest of the three principles are quite simple to understand. Những cái nguyên tắc còn lại thì khá là đơn giản để chúng ta hiểu. So I'm not going to go through it. Cho nên tôi sẽ không có nhắc ở đây. The important thing to remember is this. Điều quan trọng cần nhớ là thế này. Okay, although you're going to learn different ways of trying to interpret the scripture. Tất nhiên quý vị sẽ học nhiều cách khác nhau để chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh. The basic thing to understand. Nhưng mà điều cơ bản, cơ sở, cái nền tảng chúng ta cần hiểu. The Bible
is true. Kinh Thánh là thật. It has no error. Kinh Thánh là vô ngộ, tức là không có sai lầm. Comes with the authority of God. Và cùng Kinh Thánh đến với chúng ta cùng với thẩm quyền của Chúa. So when we read the Bible, cho nên khi mà mình đọc Kinh Thánh, don't read in isolation. Thì chúng ta đừng có đọc một cách biệt lập. Read one verse only. Oh, this is what this verse is. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ đọc một câu và chúng ta cho rằng nó có ý nghĩa như vậy, mà chúng ta không có tham chiếu những câu khác. Any verse must always be read in the wider context. Bất cứ một câu nào chúng ta phải luôn luôn đọc trong cái mảnh văn rộng. Why is this verse here? Tại sao câu này lại có mặt ở đây? Oh, it's part of this particular passage. À, thì ra nó là một phần của cái đoạn này. What does this passage say? Cái đoạn nó nói về cái gì? What does this book say? Hoặc là sách đó nó nói cái gì? Okay, now I understand. Like Matthew. À, bây giờ tôi hiểu rồi, giống như sách Matthew. Matthew trying to talk to Jews. Matthew muốn nói với người Do Thái. So what does this particular passage say? Vậy thì cái phân đoạn đặc biệt này muốn nói cái điều gì? Okay, Matthew chapter 28. Matthew đoạn 28. Okay, Matthew chapter 28. Matthew đoạn 28. What does he say? Nói cái gì ạ? Verse 19. Còn số 19. This particular verse, many people make mistake. Đây là câu kinh thánh mà rất là nhiều người hiểu lầm. Verse 19 and 20. Câu 19 và 20. Okay. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép bắt tem cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. This is what we call the Great Commission. Chúng ta gọi đây là đại sứ mạng. But what is important about the Great Commission? Nhưng mà đại sứ mạng đó thì trong đó có điều gì quan trọng không? Cái nào là quan trọng? I heard many people preach on this. Tôi nghe rất là nhiều người giảng về cái chủ đề này. And they always tell the people. Và họ nói với dân sự rằng. Oh, the Bible says, go. Kinh Thánh nói hãy đi. So you must go. Cho nên quý vị phải đi. You know that verse 19 and 20. Quý vị biết không? Câu 19 và 20. There are four things there. Có bốn điều ở đó. Go. Đi. Make disciples. Môn đồ hóa. Baptize. Làm báp têm. Teach. Và dạy dỗ. These are the four things. Bốn điều. Are they all equally important? Bốn cái này có quan trọng ngang bằng với nhau không? Answer is no. Câu trả lời là không. If you read the Greek. Nếu mà chúng ta đọc vào trong tiếng Hy Lạp. You realize that of the four. Thì chúng ta sẽ thấy trong bốn cái vấn đề ở đây. The important one is make disciples. Thì cái quan trọng là môn đồ hóa. Okay, make disciples. How do we make disciples? Mình môn đồ hóa bằng cách nào? Go. Đó là mình đi ra. If you don't go, you cannot make disciples. Nếu mình không có đi thì lấy gì mà đi môn đồ? If you don't make disciples, before you make disciples, you got to baptize them. Trước khi mà mình môn đồ hóa học thì mình phải làm cái bắp tem cho họ. How do you become disciples? Mà họ làm sao để họ trở thành môn đồ? You got to teach them. Mình phải dạy dỗ họ. So the important part here is make disciples. Cho nên cái phần quan trọng ở đây là it is not hóa. Go. Chứ không phải là đi. Okay. So when we read the Bible. Cho nên khi mà mình đọc Kinh Thánh. It seems as though because go comes first. Và khi mà mình đọc mình thấy chữ A chữ đi nó nằm trước. We think go is the important. Thì mình nghĩ đi chắc là quan trọng nhất. So when you read scripture. Nên khi mà mình đọc Kinh Thánh. Try and understand. Và cố gắng hiểu. Okay, here about few things in the passage. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, có một vài vấn đề ở trong những câu Kinh Thánh này. What is important here? Con không có hiểu và cái điều quan trọng ở đây là cái gì? What is Matthew trying to say? Ông Matthew đang muốn nói cái điều gì? Matthew is repeating what Jesus said. Ông Matthew đang lặp lại điều mà Chúa Giêsu nói. So what is Jesus trying to say? Chúa Giêsu muốn nói cái điều gì? Then we realize. Thì lúc đó chúng ta nhận ra. The key thing that Jesus wants us to do. Điều chính yếu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm. It's not just evangelize. Không phải là chỉ truyền giáo mà thôi. It is to make disciples. Đó là gì? Là môn đồ hoàn toàn mới là cái quan trọng nhất. It's no use if you suddenly bring in hundreds of people to know God. Nếu mà chúng ta thì liền đem 100 người tới tin nhận Chúa, đúng không? Nhưng mà việc đó sẽ không có tác dụng hay là ý nghĩa gì.
And after knowing God, you leave them alone. Sau khi họ tin Chúa mà quý vị bỏ rơi họ, đem họ bỏ chợ, không làm gì hết. Go, so I go. Và mình nói là ô, Chúa bảo tôi đi, đi xong rồi. But you forgot about the rest. Nhưng mà mình quên mất cái khúc sau. Yes. The important thing, make disciples. Và cái điều, cái phần quan trọng đó là gì? Môn đồ hóa. Amen. Amen. So, many things about the Bible that we do not understand. Có nhiều điều về Kinh Thánh mà chúng ta không có hiểu. Even after you finish this audio, you will still not understand. Ngay cả khi quý vị học xong cái học phần này rồi đúng không ạ? Vẫn có nhiều điều nữa mà quý vị không có hiểu đâu. Maybe next year I will repeat this in a different way. Có thể năm sau tôi sẽ lặp lại cái môn học này nhưng mà theo một cách khác. So that we begin to understand more of the scripture. Để chúng ta bắt đầu hiểu nhiều hơn về Kinh Thánh. This is the very basis of what you believe in. Đây là những điều rất là căn bản của cái niềm tin chúng ta. If you don't understand the scripture, nếu chúng ta không có hiểu những câu Kinh Thánh này, then you may be ministering in the wrong way. Thì đúng không, mình hầu việc Chúa nhưng mà coi chừng mình hầu việc luật. You may be telling people the wrong things. Đúng không, mình giúp đỡ người ta nhưng mà không có đúng cách của Kinh Thánh. Amen. Amen. So you need to know the scriptures well. Và chúng ta cần phải biết rõ Kinh Thánh. So the first part, before you even understand what the various books say. Cho nên cái điểm khởi đầu trước khi chúng ta có thể hiểu những điều mà Kinh Thánh nói. Is how to interpret it. Là cách giải kinh của chúng ta. Amen. Là điểm khởi đầu. Amen. Okay, I will leave the rest of the sessions to my two friends who will come soon. They are on the way from Singapore. Những cái tiết học còn lại đó thì tôi sẽ dường lại cho hai người bạn của tôi đang trên đường từ Singapore tới đây. So the rest of the sessions they will take. I'm going back to Singapore soon. Cho nên là những cái phần bài học còn lại đó thì họ sẽ đảm trách, còn tôi thì sẽ trở về lại Singapore. Tomorrow morning I'm flying back. Và sáng ngày mai thì tôi sẽ trở về lại. So let's rise and pray. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên rồi chúng ta cầu nguyện. Father, we thank you for your faithful servants. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những người đầy tớ trung thành của Ngài. Men and women who have given their lives. Và những người nam, những người nữ đã phó dâng đời sống của mình. Who are prepared to follow you. Những người được chuẩn bị để đi theo Ngài. I pray that they will be able to get a greater understanding of how to interpret the scriptures. Con cầu nguyện để Chúa ơi, họ có một cái sự hiểu biết rộng lớn hơn, nhiều hơn về cách để mình giải nghĩa Kinh Thánh lời Ngài. We know that in this process, the most important is the Holy Spirit. Và chúng con biết rằng trong tiến trình giải nghĩa Kinh Thánh thì điều quan trọng nhất với chúng con chính là Kinh Thánh, Đức Thánh Linh. So I pray that they will have a greater reliance on the Holy Spirit. Và con cầu nguyện để họ có một cái sự phụ thuộc nhiều hơn nữa vào Đức Thánh Linh. And learn some principles of how to begin to dig into the Word. Và học một vài nguyên tắc để bắt đầu đào bới vào trong lời của Chúa. Thank you, we praise you. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con ngợi khen Ngài. In Jesus name. Trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Okay, you can come back at 2 o'clock. That means you have more than 2 hours to rest. 2 giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta vào lại nha quý vị. Chúng ta còn tới 2 tiếng.